Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Mở đầu chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin y tế sức khỏe. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, số lượng trẻ em đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến, tăng khoảng 50% so với các thời điểm khác trong năm. Trong đó có 80% bệnh nhân nhi mắc các bệnh liên quan đến hô hấp do thời điểm này thời tiết thay đổi, mưa nhiều, nhiệt độ giảm nên đã ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Những ngày này, khu khám nhi và khu điều trị nội trú của khoa nhi Bệnh viện Bà Rịa luôn tấp nập phụ huynh đưa con đến khám và điều trị. Trung bình mỗi ngày, khoa nhi Bệnh viện Bà Rịa có khoảng 200 bệnh nhân điều trị nội trú, có thời điểm lên tới 270 người, tăng từ 50 đến 60% so với các thời điểm khác. Mặt khác, khoa chỉ có 125 giường bệnh. Với số lượng bệnh nhân tăng mạnh như hiện nay, nên công suất sử dụng giường vượt từ 80% trở lên. Không chỉ khu nội trú, khu khám ngoại trú cũng đón hàng trăm lượt bệnh nhân nhi đến khám mỗi ngày, tăng nhiều so với ngày thường. Cái tỷ lệ bệnh hô hấp tăng đột biến và mà trong đó có những cái trường hợp nhiễm CV, nói chung là sốt, ho, sổ mũi dây dạng là nhiễm CV hô hấp và viêm phổi tăng đột biến, tức là tăng hơn những năm trước, tức là nó có thể là tăng hơn trong vòng 20 năm trở lại đây. Thì có những trường hợp em sốt, ho và nó diễn tiến nhanh nên không thể cho xuất viện được và nó cũng không thể lường trước được nên cũng không thể cho ra viện sớm được, cho nên chính vậy mà nó tập trung quá đông. Theo các bác sĩ, thời gian gần đây do ảnh hưởng của bão nên thời tiết ở Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên mưa nhiều, nhiệt độ giảm, khiến các em dễ nhiễm lạnh và dễ trở bệnh, nhiều nhất là trẻ dưới 24 tháng tuổi. Bên cạnh đó, trẻ bị bệnh về hô hấp còn xuất phát từ các nguyên nhân như trẻ sinh non, sinh nhà cân, trẻ không được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa mẹ, thường xuyên ăn uống đồ lạnh và sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ thấp, nhà cửa chật chội, thiếu vệ sinh. Các bệnh lý về hô hấp nếu không điều trị sớm có thể biến chuyển nặng, khiến trẻ bị hôn mê, co giật, có thể gây tử vong cho trẻ. Để phòng tránh bệnh cho trẻ, phụ huynh không nên cho trẻ tiếp xúc với những người đang ho, sổ mũi, sốt. Trong trường hợp cần thiết, phải đeo khẩu trang cho trẻ. Khi trẻ có biểu hiện bệnh, phụ huynh không nên cho trẻ đi học, cho trẻ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Khi trẻ có dấu hiệu bệnh, phụ huynh nên cho con đi khám sớm, không nên để lâu ngày vì dễ làm cho bệnh nặng hơn. Đặc biệt, trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, phụ huynh nên tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng chống các bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ. Phụ huynh giữ ấm cơ thể cho bé, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước và bổ sung thêm nước trái cây. Nhà cửa luôn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Phụ huynh nên cho trẻ tắm vào ban ngày. Khi tắm, nên đóng kín cửa phòng tắm nhằm ngăn chặn gió từ bên ngoài thổi vào. Những gia đình hay sử dụng điều hòa hàng ngày thì nên bật từ 27 đến 29 độ. Thưa quý vị, trung bình cứ 10 người Việt Nam trưởng thành thì có 3 người thừa cholesterol trong cơ thể. Hơn 50% phụ nữ trung niên trong độ tuổi 50 đến 65 tuổi đang trong tình trạng thừa cholesterol. Đây là thực trạng đáng báo động, vì thừa cholesterol trong cơ thể chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ các bệnh tai biến mạch máu não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp. Thông tin trên được Bộ Y tế đưa ra tại lễ phát động tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể. Tại Việt Nam, ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 12,5 triệu người bị tăng huyết áp, 3,5 triệu người bị bệnh đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh tim, bệnh phổi mãn tính và gần 126.000 ca mắc mới ung thư, rối loạn tâm thần. Cứ 10 người tử vong, có 7 người tử vong do bệnh không lây nhiễm, trong đó đa phần tập trung ở các bệnh tim mạch. Điều đáng nói, việc thừa cholesterol là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về tim mạch. Bộ Y tế sẽ triển khai các chương trình hành động với quyết tâm khống chế tốc độ gia tăng và tiến tới làm giảm tỷ lệ người thừa cholesterol ở Việt Nam. Đặc biệt, Bộ Y tế ưu tiên việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự nhận thức và điều chỉnh thói quen ăn uống, lối sống để kiểm soát tình trạng thừa cholesterol. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 38 năm 2017, ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc. Theo đó, đối với bệnh bạch hầu, ngoài quy định tiêm vaccine phối hợp có chứa thành phần bạch hầu đối với trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ em dưới 2 tuổi, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định tiêm vaccine phối hợp có chứa thành phần bạch hầu giảm liều cho trẻ em dưới 8 tuổi. Cụ thể là tiêm nhắc lại cho trẻ khi đủ 7 tuổi.
Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung quy định tiêm nhắc lại vaccine phối hợp có chứa thành phần uốn ván khi trẻ đủ 7 tuổi. Thưa quý vị, stress là căn bệnh nhiều người phải đối mặt trong xã hội hiện đại. Stress lại âm thầm tàn phá từ từ các chức năng trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của stress đến sức khỏe thường bị xem nhẹ vì chúng chỉ diễn ra âm thầm và chưa có những biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được những dấu hiệu căng thẳng thần kinh, ứng phó với stress trong cuộc sống? Mời quý vị đến với mục Thầy thuốc của bạn. Thống kê của Bộ Y tế có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới stress. Tuy nhiên, số người bệnh được khám và chữa trị còn rất thấp, cứ 10 người thì chỉ có 2 đến 3 người được điều trị. Thưa quý vị, nhiều người xem nhẹ việc bị stress, nhưng đây là căn bệnh cần được ngăn chặn kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm rất khó chữa trị. Vĩ Quyên xin giới thiệu đến quý vị, bác sĩ chuyên khoa 2 về thần kinh Bảo Bái, nguyên là phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Bác sĩ sẽ giúp chúng ta có thể nhận biết được những dấu hiệu căng thẳng của thần kinh để ứng phó với stress trong cuộc sống hối hả ngày nay sao cho hiệu quả. Mỹ Quyên xin được chào bác sĩ Bảo Bái. Thưa bác sĩ, trong cuộc sống hiện đại hối hả ngày nay thì không ít người thường lâm vào tình cảnh là căng thẳng thần kinh hay còn gọi là stress kéo dài. Tuy nhiên, ảnh hưởng của stress đến sức khỏe thường bị xem nhẹ. Điều đó khiến cho chất lượng cuộc sống ngày một suy giảm dần và tâm trạng thì bất ổn định. Vậy thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng ta nhận biết được những cái dấu hiệu căng thẳng của thần kinh ạ? Trong cuộc sống thì nhiều vấn đề stress vẫn xảy ra. Thứ nhất là một cái thiên tai hỏa hoạn, bão lụt, sóng thần là mất người thân hay là tai nạn xe cộ đó. Đó là những sự kiện rất là lớn và cái stress này so sánh chấn nên khiến cho bệnh nhân phải hồi tưởng lại cái sự kiện đó và kéo dài dai dẳng thì ảnh hưởng đến cái sinh hoạt. Cái người stress á, họ có biểu hiện như sau. Thứ nhất á, là họ mất ngủ và họ hay bị ác mộng. Một cái nữa là cảm xúc họ rất cáu gắt và họ bị sững sờ, họ bị mất cái cảm giác mà để mà phân biệt thời gian và không gian. Họ làm chậm trong công việc và họ hay bực bội. Họ buồn bã, rồi họ hồi tưởng lại cái sự kiện đó và có khi họ lại tự hủy hoại cái bản thân họ nữa. Cái áp lực trong công việc thì đó là một stress cấp và nhẹ hơn là stress sau sàn chấn, là bệnh nhân mất ngủ và than vãn và ăn uống kém và hầu như là không tập trung, trí nhớ giảm trầm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Trong cuộc sống thì ở độ tuổi nào chúng ta cũng gặp những cái áp lực riêng. Xin được hỏi bác sĩ là đối tượng nào dễ bị stress nhất và thường chúng ta gặp stress trong các vấn đề gì trong cuộc sống? Và nữ thì thường bị stress hơn là nam giới, phải không ạ? Đúng như vậy. Theo một thống kê thì nữ là mắc nhiều hơn nam là tới 10% lận. Còn nam thì chỉ có 4-5% mà thôi. Những đối tượng mắc stress là những người mà sống từ nhỏ với cha mẹ. Hay bị đè nén, cha mẹ ly hôn, bỏ một mình, sống trong sự nghèo khổ, sống sự tủi nhục và hình thành một cái nhân cách yếu. Đồng thời chính bản thân họ là có mắc một cái bệnh như là rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm và họ cái thêm nghiện chất nữa thì rất là dễ bị stress sau sàn chấn. Và trẻ em thì người ta thống kê rằng là cũng dễ mắc hơn là người lớn. Thưa bác sĩ, nếu một người mà bị stress kéo dài sẽ tổn thương về mặt tinh thần cũng như thể chất như thế nào ạ? Một stress kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như sau. Thứ nhất, về cảm xúc, bệnh nhân lo lắng, sợ hãi, gặp ác mộng. Thứ hai là ăn uống ít và lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, khó tập trung và ảnh hưởng đến cái sự giao tiếp rất là nhiều. Bệnh nhân giao tiếp kém cỏi, không cởi mở gì nữa hết và hay cáu gắt mà giải quyết một sự kiện rất nhỏ thôi mà cũng lúng túng rồi hỏi người này kia và có khi là bỏ luôn là không có giải quyết gì được hết. Vậy stress có phải là một dạng bệnh lý hay không và stress khác với rối loạn tâm thần như thế nào? Hay đây hay là hai khái niệm hoàn toàn giống nhau thưa bác sĩ? Stress là cũng là một dạng bệnh lý trong rối loạn tâm thần mà nhẹ nhất của cái tâm thần đó. Chúng ta phân biệt stress với là rối loạn tâm thần như sau. Thứ nhất là cái stress này nó nếu mà cấp thời thì nó ít ảnh hưởng tới hành vi. Còn trường hợp mà stress mà sau sàn chấn mà kéo dài rồi á thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Tại vì sao?
Tại vì những cái cảm xúc âm tính, những cái nghi ngờ và căng thẳng thế làm cho cái vỏ não càng ngày càng suy nhược và đưa đến một cái rối loạn tâm thần thật sự. Thí dụ như là kèm theo rối loạn lo âu và trầm cảm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phòng tránh được nguy cơ bị stress trong cuộc sống hiện đại hối hả như ngày hôm nay? Và trong trường hợp nào thì phải cần đưa đến cơ sở y tế để điều trị, thưa bác sĩ? Thứ nhất là cha mẹ là cái tấm gương trong con cái, trong xã hội để noi theo. Một cuộc sống đầm ấm trong gia đình tạo thành một nhân cách tốt. Học trong trường học và trong xã hội tạo điều kiện môi trường tốt thì cái đối tượng sẽ là vững mạnh về tinh thần, một nhân cách mạnh. Và họ sẽ chịu đựng được những cái thiên tai, những cái gì mà bất ngờ, sự kiện bất ngờ xảy ra cho họ. Họ vẫn có bản lĩnh để chống đỡ được hết. Một stress cho công việc thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân nó áp lực cho đâu, do cấp trên hay là do công việc, thì chúng ta có thể bàn luận lại và chúng ta có thể là xin cấp trên là một cái thời khóa biểu nhẹ hơn, và có thể bạn bè là sang công việc cho nhau để mà có thời gian thư giãn đó. Và thứ hai, cái người bệnh đó phải có cái bản lĩnh là từ từ rồi sắp xếp công việc rồi đâu vào đấy, thì đó là phòng được stress. Tuy nhiên về cái tiên lượng mà điều trị bệnh thì stress này kéo dài là cũng rất là căng thẳng. Một stress cấp thì phải điều trị từ 6 tới đến 12 tháng. Còn một stress mà sang chấn, mà sau chấn thương như là thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, đó là mất nhà, mất cửa, mất người thân đó, thì phải trị ít nhất là 2 năm đó. Và để khép lại phần tư vấn ngày hôm nay thì bác sĩ có cái lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả để chúng ta dự phòng không để bị stress và có một cái cuộc sống tươi vui hơn ạ? Để sống tươi vui trong xã hội thì thứ nhất là chúng ta phải có cái sức khỏe. Chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao để có cái ý chí tốt trên một cái thân thể tráng kiện, để có đủ bản lĩnh mà chống lại stress đó. Đồng thời chúng ta phải biết cách làm việc, là chúng ta chia thời khóa biểu ra, làm cái gì trước làm gì sau, đừng có gấp gáp và cũng không nên căng thẳng lo âu. Đồng thời chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi khi mà cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Đồng thời chúng ta phải ăn uống đủ chất, đủ sinh tố. Mimi xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Bảo Bái. Thưa quý vị, những khi đối mặt với căng thẳng, ngoài việc tập cách thư giãn, một số thực phẩm có khả năng làm giảm căng thẳng. Chúng có thể giúp bạn cảm thấy bớt áp lực. Hãy chọn các loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống để giảm bớt căng thẳng. Sô-cô-la đen. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sô-cô-la đen giúp mức độ kích thích tố căng thẳng thấp hơn, và sô-cô-la cũng phóng thích hormone serotonin, hormone hạnh phúc. Ngũ cốc nguyên hạt. Một số loại thực phẩm làm từ ngũ cốc nguyên hạt gồm có bánh mì nguyên hạt, mì spaghetti làm từ lúa mì và gạo nâu, giúp cơ thể tăng cường serotonin, một chất giúp bạn tránh bị khủng hoảng, lo âu và trầm cảm. Chúng cũng cung cấp chất folate giúp cải thiện tâm trạng. Trứng, giàu vitamin D và B12, vốn là hai loại vitamin có tác dụng cải thiện tâm trạng của mỗi người. Ngoài ra, nó cũng là nguồn cung cấp protein rất dồi dào. Ăn một quả trứng lòng đào với bánh mì nguyên hạt, thêm cá hồi để vừa ngon vừa bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ăn thật nhiều omega. Cá hồi, quả óc chó và hạt lanh có điểm chung là rất giàu axit béo omega. Axit béo giúp da thêm đàn hồi, căng mọng và mềm mịn, đồng thời giúp cơ thể bạn vận hành tốt hơn. Cũng thực phẩm này có tác dụng giữ ẩm từ bên trong, nên da bạn luôn đẹp và ít bị khô, nứt nẻ hay xuất hiện nếp nhăn. Cá hồi cũng rất giàu vitamin B12, làm tâm trạng bạn luôn vui và phấn chấn. Trà xanh. Hãy bỏ thói quen uống cà phê mỗi sáng và thay vào đó là một cốc trà xanh. Trà xanh cung cấp đủ lượng caffeine để bạn tỉnh táo mà không khiến bạn thấy bồn chồn như cà phê. Ngoài ra, trà xanh còn cung cấp các chất chống oxy hóa, chống viêm, làm giảm căng thẳng và lo âu. Đừng quên vitamin E. Vì vitamin E là thành phần quan trọng trong các loại kem bôi ngoài da để xoa dịu và chữa lành vết thương. Khi được hấp thụ vào cơ thể, vitamin E giúp cơ thể chống lại tác hại từ các gốc tự do và tia cực tím. Vì vậy, ăn các loại thực phẩm giàu vitamin E giúp ngừa ung thư, nhiễm trùng và bệnh tật nói chung, làm bạn khỏe mạnh và an tâm hơn, từ đó chống lo lắng và stress. Thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe mỗi ngày đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.